Chào các bạn ạ. Hôm nay là ngày 2 tháng 1 năm 24. Ngày đi làm đầu tiên của một năm mới. Chúc cho mọi người có một tuần lễ đầu tiên gặp nhiều may mắn, tràn đầy năng lượng. Bây giờ mình đang đi là buổi trưa các bạn ạ. Buổi trưa. Thì gần 11 rưỡi rồi. Để ngày hôm nay mình cập nhật sơ với các bạn về thị trường, thị trường chứng khoán của chúng ta ngày hôm nay giao dịch phiên mở thì khá là đẹp, mở xanh rất là nhiều, nhưng mà hiện bây giờ thị trường nó lại đang điều chỉnh giảm các bạn. Mở đỏ hiện bây giờ đã nhiều hơn mở xanh rồi. Buổi sáng thì mình thấy ngân hàng kéo rất là tốt, bất động sản, chứng khoán. Nhưng mà bây giờ những mã kia cơ bản đã đổi trăng rồi. Đặc biệt mình thấy thép, bất động sản đang điều chỉnh cũng khá là sao rồi đó. Có mã giảm đến 1,5 đến 2% rồi. Hồi sáng nó mở gấp nó tan nhưng mà mình thấy khối lượng thấp kinh khủng quá. Tầm tầm khoảng 10 rưỡi là mình thấy nó không còn lên nữa. Tới 11 giờ thì thị trường nó đã suy yếu rồi. Nếu từ đá đến chiều mà không có lực cào thì có thể phiên mở hàng đầu năm của chúng ta là một phiên đỏ. Những ngày nghỉ thì chúng ta xem nhiều clip đó, anh em môi giới cũng khuyến cáo là nên mua mạnh vào, chờ nó điều chỉnh là mua mạnh vào, và tất cả đều dự báo rằng thị trường đang vào sóng tan khá là tốt. Bữa này là xuất thấp và vĩ mô như vậy là cũng ổn chứ không có gì quá xấu, thì thị trường bắt đà lên thôi. Nhưng mà trong quá trình đi lên các bạn biết là thị trường nó luôn luôn điều chỉnh, nói ngàm đi lên mà không phải nó lên liền đó. Sáng nay mình đọc có tin là thị trường chứng khoán của chúng ta, các tổ chức người ta đưa ra ba kịch bản. Kịch bản thứ nhất gọi là kịch bản khả dĩ và cái tích cực nhất á, là thị trường của chúng ta nó rơi vào có khoảng 1.300 điểm. Thị trường của chúng ta tăng 1.300 điểm từ đây đến quý 2. Rồi người ta dự báo là quý 3, quý 4 thị trường có khả năng nó điều chỉnh về còn khoảng 1.250 điểm. Kịch bản này xác suất xảy ra 60%. Còn kịch bản thứ hai là có khả năng là nó tăng lên khoảng 1.350 điểm. Kịch bản này xác suất xảy ra chỉ 20% thôi. Còn kịch bản xấu nhất trong cái điều kiện không thuận lợi thì thị trường nó rơi vào có khoảng 1.250 điểm. Thì cái này cũng chỉ là dự báo thôi các bạn ạ. Chứ còn ngay từ đầu năm những dự báo của chúng ta nó đúng phần thôi chứ cũng không phải là đúng hết. Đúng là từ quý 1, quý 2 á, thị trường của chúng ta tăng rất là tốt, nhưng mà quý 4 vừa rồi chúng ta thấy thị trường của chúng ta bắt đầu giảm. Có đến 3 kịch bản nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng kịch bản nào cũng nói rằng thị trường đi lên hết trơn á. Như vậy thì thị trường năm nay là tích cực, không có gì quá xấu. Mình cũng tin là như vậy. Thế giới bây giờ chỉ có cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine còn dai dẳng tí thôi. Chỉ cần cuộc chiến tranh Nga và Ukraine dừng lại, giá dầu ổn định thì kinh tế sẽ khôi phục một cách mạnh mẽ. Sáng nay mình đọc có tin nữa là theo dự báo của các tổ chức trên thế giới, các ngân hàng, các quỹ đầu tư người ta dự báo năm 2024 GDP Việt Nam của chúng ta nằm trong một trong 20 nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Ở châu Á và Đông Nam Á họ đánh giá Việt Nam rất là cao.
Thực tế Việt Nam của chúng ta còn nhiều tiềm năng, nhiều tiềm lực lắm các bạn. Nhiều khi chúng ta chưa khai thác hết được đâu. Còn một cái điều mà mình cho rằng cũng là một trong những động lực, đó là sức cầu từ nay đến năm 2026 có khả năng nó tăng cũng khá là mạnh. Đó là chính phủ vừa công bố và Quốc hội cũng đã thông qua rồi các bạn. Từ nay đến năm 2026 á, nhà nước của chúng ta dành ra 560.000 tỷ để thực hiện cải cách tiền lương. 560.000 tỷ là một số tiền rất là lớn. Cải cách tiền lương có nghĩa là tăng thu nhập cho cán bộ công chức viên chức và nhiều bộ phận khác. Thu nhập tăng thì sức cầu nó sẽ tăng lên. Đó. Cộng với nhiều yếu tố khác thì chúng ta nhìn về tương lai Việt Nam của chúng ta là khá tốt đẹp. Năm vừa rồi khó khăn nhưng mà đạt tốc độ tăng trưởng 5,05% thì cũng gọi là ổn. Khát vọng của chúng ta là cao hơn, cố gắng từ 6 đến 6,5 nhưng mà không đạt. Thôi thì trong bối cảnh chung như vậy thì cũng chấp nhận được. Đã qua năm mới rồi thì chúng ta nói chuyện mới thôi, chuyện về tương lai, những dự định kế hoạch trong tương lai là như thế nào. Còn năm cũ cũng đã đi qua rồi. Chúng ta rút được nhiều bài học kinh nghiệm cho một chu kỳ sắp đến đây, kể cả đầu tư chứng khoán, bất động sản. Thậm chí vàng cũng phải đưa vào danh mục các bạn. Những người đầu tư vàng các bạn biết là chỉ có mấy ngày mà lỗ cũng khá là nặng. Bất động sản theo dự báo năm 2024 thì chưa thể tăng bang được. Vàng thì lên xuống thất thường, chỉ có kênh chứng khoán là kênh thu hút được nhiều tiền nhất. Kênh nào cũng có những rủi ro nhất định các bạn. Thực tế trong ba kênh đó mình vẫn đánh giá kênh bất động sản vẫn là một kênh khá là an toàn. Nếu như chúng ta nắm được một số nguyên tắc cơ bản là có thể giữ được tiền. Thứ nhất là chúng ta không có nên đeo đuổi ở vùng đỉnh. Vùng mà nó tăng nóng, nó tăng quá sốt, quá ảo thì chúng ta không nên tham gia. Tại thời điểm đó cùng lắm là chúng ta lướt sóng thôi. Nếu lỡ nó có cạt đi chăng nữa thì nó mất số tiền chúng ta đặt cọc. Còn chúng ta chưa vào tiền là chúng ta không có mất mát gì lớn. Không ôm là không mất mát gì lớn. Nguyên tắc thứ hai nữa là chúng ta mua bất động sản đã có sổ sách giấy tờ đường hoàng. Đó, mua những cái vùng mà đã có dân cư, có đường, có xá ngon lành. Sau vài ba năm sau giá gì thì giá, bất động sản nó cũng tăng giá. Chúng ta có thể chờ 2-3 năm, nhưng mà khi bất động sản nó tăng là chúng ta sẽ bù lại 2-3 năm thị trường nó đi ngang. Bất động sản là một tài sản hữu hình, chúng ta nhìn thấy được. Còn những cái bất động sản mà trước đây những người mua trúng cái vùng đỉnh hay là mua vướng những vấn đề về pháp lý thì các bạn rút kinh nghiệm, đừng có nhảy vào, đừng có xông sang vào đó. Rất là nguy hiểm, vẫn chết như thường. Nếu như mua trúng những bất động sản đó là vẫn chết như thường. Vẫn thất thoát số tiền rất là lớn, đặc biệt là dùng tiền vay ngân hàng nữa thì lỗ rất là nặng rồi. Còn vàng thì chúng ta gặp rủi ro về chính sách nhà nước. Nhà nước chỉ cần thay đổi chính sách là cũng trở tay không kịp luôn. Nằm ngoài tầm với của chúng ta. Hay xui lắm.
Còn thị trường chứng khoán thì đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức, có thì mới tham gia, còn không có thì tốt hơn nhất cũng không nên tham gia. Có tiền thì giữ tiền đó, tạm thời cứ gửi tiết kiệm, chờ cơ hội thì chúng ta nhảy vào đầu tư bất động sản cho nó chắc, cho nó an toàn. Tất nhiên chu kỳ đến đây thị trường bất động sản nó không có tăng nóng tăng ảo giống như mấy kỳ đâu, bây giờ nhà nước quản lý chặt chẽ dần rồi, ngay cả cái việc mua bán hạn chế dùng tiền mặt là chúng ta thấy nó cũng khó khăn nhất định. Thay vì ăn dài dài thì bây giờ ăn vừa vừa thôi, ăn mỏng thôi, nhẹ nhàng cũng qua. Tính ra bình quân hơn lãi suất ngân hàng là coi như cũng đạt yêu cầu rồi. Cùng sát về vĩ mô thì chính phủ cũng ban hành nhiều quy định cố gắng hỗ trợ cho thị trường bất động sản. Đợt vừa rồi ban hành nhiều quy định sửa đổi luật đất đai và luật kinh doanh bất động sản là mang tính chất bảo vệ nhà đầu tư, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ khách hàng, chống việc đầu cơ, chống sốc ảo, chống tình trạng lừa lọc khách hàng. Tất nhiên những quy định này là những cái người đầu cơ họ không có thích, họ thích ảo ảo mà mờ, thật thật dễ giả, hay là những quy định thoải mái lỏng lẻo thì họ mới kiếm được nhiều tiền. Mà quy định lỏng lẻo thì như chúng ta biết rồi, nhà đầu tư đi mua sơ sài một tí là mất tiền liền. Cho nên thị trường càng ngày càng chặt chẽ dần thì lợi nhuận nó không còn cao nữa, cho nên chúng ta cũng phải chấp nhận điều đó. Nhưng bù lại là chúng ta đi mua hay là đầu tư, tính an toàn nó cao hơn. Mình hy vọng rằng cái kênh bất động sản sẽ là một cái kênh đầu tư bất động sản dài hạn của người Việt, và nó phải an toàn. Nói gì thì nói, cái thói quen, cái tập quán, cái văn hóa của người Việt Nam mình mà khó có thể bỏ được bất động sản đó. Cho nên đây là một trong những kênh đầu tư vẫn còn dài dài, cái đều lợi nhuận nó không còn giống như ngày trước thôi. Bây giờ đầu tư thì cũng phải chắc chiêu từng cơ hội, phải có phương pháp của nó, phải có kiến thức, có phương pháp. Còn chúng ta sơ sài có khi nó bị nhốt chôn vốn rất là lâu. Rồi ngày đi 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 làm về cũng tranh thủ có một vài câu chuyện để nói với các bạn như vậy thôi. Ba chào các bạn ạ. À.